Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng các đơn vị ban. Đến với hội thi văn nghệ điểm thi Giang năm 2022, đơn vị huyện Kiên Lương sẽ gửi đến chương trình với chủ đề Kiên Giang sức sống mùa xuân. Và sau đây, chương trình của đơn vị huyện Kiên Lương xin được phép bắt đầu. Oh!
Moser là bất cứ cách mạng cho suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và xâm binh xâm lược. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Moser là nơi đóng quân của công ty xưởng 18 thuộc khu 9, chế tạo cải tiến vũ khí, thu được ổn định để cung cấp cho quân và dân ta chiến đấu ở chiến trường Tây Nam Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Moser là căn cứ cách mạng và là điểm chốt quan trọng trên tuyến đường 1C, chi viện vũ khí, đạn dược từ Bắc vào Nam. Mỹ Ngụy đã mở nhiều đợt càn quét ác liệt nhằm xóa căn cứ Moser, nhưng với tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân Kiên Lương, âm mưu của địch đã thất bại. Căn cứ Moser vẫn vững chắc trước mưa bom bão đạn của kẻ thù, góp phần cùng với cả nước và Nam Bộ hành động làm nên đại thắng của xuân năm 1975. Thank you.
Oh,
Chúc mừng thi thành công tốt đẹp.